dành tình cảm yêu thương và sự quan tâm sâu sắc tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Trung thu nào người cũng có thư gửi cho các cháu với những lời thơ đầy cảm động. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Hôm nay được sự quan tâm của chi bộ, ban lãnh đạo thôn cùng toàn thể nhân dân xóm Trại Thụy, xóm Trại Thụy long trọng tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu nhằm thể hiện sự quan tâm, yêu thương thế hệ trẻ, đồng thời cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và đẩy mạnh các hoạt động phong trào của xóm đi lên. Về dự với Tết Trung thu hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón ông Đỗ Văn Long thay mặt ban lãnh đạo thôn Năm Trại về dự với Trung thu của xóm chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về vui Tết Trung thu hôm nay còn có đông đảo toàn thể bà con nhân dân trong xóm cùng toàn thể các cháu thiếu niên nhi đồng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thế Nho, trưởng xóm, nên phát biểu khai mạc Tết Trung thu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con và các cháu thiếu nhi thân yêu. Lời đầu tiên, tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, phát triển gia đình, kinh tế ổn định, bền vững, các cháu có một đêm vui, trăng tròn, vui vẻ và ý nghĩa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị và toàn thể bà con. Cứ đến đêm trăng rằm hàng năm là người người nhà nhà chúng ta đều tổ chức xây dựng và tổ chức Tết Trung thu cho các cháu nhằm thể hiện sự quan tâm của người lớn đối với trẻ nhỏ, đồng thời của các cháu cũng tích cực tập luyện và biểu diễn tạo nên một đêm trăng rằm tràn ngập niềm vui với tất cả bà con trong xóm chúng ta sẽ được thưởng thức. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con, trong những năm gần đây, xóm Trại Thụy chúng ta đã tổ chức các hoạt động phong trào của xóm, đặc biệt là vui Tết Trung thu cho các cháu. Song có một điều đặc biệt là Tết Trung thu năm nay 2017, xóm Trại Thụy chúng ta rất vui mừng có một khu vực vui chơi và sân khấu biểu diễn vô cùng hoành tráng. Toàn thể bà con chúng ta có một vị trí ngồi xem biểu diễn và phá cỗ trong trăng vô cùng thoải mái và sạch sẽ. Để xóm có được như ngày hôm nay, đó là nhờ vào công sức của toàn thể bà con và nhân dân trong xóm. Chúng ta cùng đoàn kết, chung lưng đấu cật và làm nên những công trình có ý nghĩa này. Bên cạnh đó, cũng cần có những con người năng động, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt là rất tâm huyết vì bà con, vì nhân dân trong xóm. Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con trong xóm và kính chúc cho bà con trong xóm chúng ta có một sức khỏe, hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình, ổn định, vững mạnh. Và chúc cho các cháu thiếu nhi trong xóm của chúng ta hôm nay có một đêm phá cỗ trong trăng, đêm hội trăng rằm thật vui và thật nhiều ý nghĩa. Với những lý do như trên, tôi xin trân trọng thông báo khai mạc đêm hội trăng rằm phá cỗ trong trăng 2017 của xóm Trại Thụy chính thức được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
áp tải vào trong cái loa đi, không cả bạn. Đề nghị bà con cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho các cháu nào. Vâng, tốt. Kính thưa toàn thể bà con, được sự quan tâm của ban lãnh đạo thôn Năm Trại về dự vui Tết Trung Thu của xóm Trẻ Thủy hôm nay, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Long thay mặt ban lãnh đạo thôn Năm Trại lên tặng hoa chúc mừng vui Tết Trung Thu của các cháu. Xin trân trọng kính mời ông. Anh chưa? Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thế Nho thay mặt trưởng xóm thay mặt cho các cháu lên nhận hoa và quà. Đề nghị bà con cùng toàn thể các cháu cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo thôn ạ. Vâng. Sáng ở trên chơi cấp chưa đủ nên chú Quậy sẽ hết sáng, xin lỗi. Và chú Quậy hôm nay có mang một món quà rất là to muốn gửi cho các em nhỏ của xóm Trại Thụy. Nghe nói xóm Trại Thụy có những em nhỏ xinh gái, đẹp trai và rất học giỏi. Hôm nay chú Quậy có một câu đố muốn đố các em nhỏ xóm Trại Thụy. Các em nhỏ có muốn em lao lên không nhỉ? Giơ tay ạ. Câu hỏi là các em có biết câu đồng dao của chú Quậy? Em nào biết thì giơ tay. Rồi. Biết rồi hả? Em giới thiệu về mình thế. Em tên là Ninh Quân Tình ạ. Anh hỏi em nhé. Em lấy vợ chưa? Em lấy rồi. Em có mấy vợ? Thế em có mấy con nhỉ? Em có 8 con. Thế bây giờ em thử đọc câu thơ ý lên xem nào. Chú Quậy ngồi gốc cây đa, để cho oanh múa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thì còn bút cầm nghiêng, ông thì còn tiền mua chuột lá đa. Rồi em xứng đáng được một phần thưởng của chú Quậy. Cuối chương trình, đọc cuối chương trình. Cuối chương trình này anh sẽ đưa cho em. Chị Hà ơi, nay vui quá em quên mất không hỏi chị. Không biết Trung Thu có từ bao giờ nhỉ? Chị chỉ mua cái buổi đó cho chị không biết từ bao giờ. Em thấy mẹ em kể Trung Thu là ngày giữa của mùa thu. Trung Thu là ngày trăng tròn nhất và cũng là ngày đẹp nhất của mùa thu. Ngày này các em nhỏ rất là vui vì bố mẹ hay có đèn lồng ông sao và các món quà rất đẹp cho các bé. Chị Hằng ơi, thế nào em muốn xem văn nghệ lắm bởi vì nghe dân gian đồn thổ dân các em nhỏ Trại Thụy múa đẹp, hát hay lắm chị ạ. Chị sẽ mời thầy thưởng thức nhá. Mời các bé vào buổi hướng mắt về sân khấu xem các tiết mục văn nghệ của các bà, các bác, các cô và các bạn thiếu nhi sống Trại Thụy biểu diễn nhé. Để tiếp nối chương trình văn nghệ tối nay, xin mời quý vị đại biểu và các em nhỏ nghe bài hát cô giáo em là Hoa Lê Ban với phần trình diễn của nhóm lớp 1 và nhóm lớp 2. Mời quý vị các em nhỏ cùng thưởng thức.
trình diễn múa nghệ thuật được mang tên Chắp cánh ước mơ.
tiếng hát yêu hòa bình. Trẻ em vui tung tăng đêm trường, mở rộng thêm những con đường trải dài ra thế giới.
hiện chưa được rõ nét, nhưng chúng ta vẫn đề nghị toàn thể bà con cho tràng vào tay thật lớn để cổ vũ cho bạn nào. Các em ơi, các em nhìn thấy anh Quậy giờ có giống anh Quậy ra ngoài không? Có hay không nhở? Có một số em có, nhưng có một số em thì không. Bây giờ anh Quậy có một đề nghị nho nhỏ thế này, không biết các em có đồng ý không? Em có đồng ý giúp anh Quậy không? Anh mời các em nhỏ phía trên này ngồi xuống khu vực sân khấu, ngồi xuống khu vực chiếu dưới kia được không nhỉ? Nào, anh Quậy mời em, các em chuyển xuống dưới kia. Không phải các em xem mà còn chúng ta còn để cho tất cả các anh, các chị, các cô, các chú, các bà, các ông, các cụ còn xem ở phía sau. Nào các em nhỏ ngồi xuống để chương trình được tiếp tục. Quậy này, bây giờ Quậy có muốn được hòa nhịp vào nhịp điệu sôi động của bài hát không? Có chứ, Quậy lúc nào mà chẳng sẵn sàng. Chị Hằng cho Quậy chung vui với. Đó là phần biểu diễn của các em nhỏ lớp 1 và lớp 5 trong xóm mình đấy em ạ. Giờ chị em mình cùng xem các bạn nhỏ đấy biểu diễn nhá. Rồi, sau đây anh Quậy và chị Hằng xin trân trọng kính mời tất cả các em nhỏ của lớp 5 và lớp 1 lên trình bày. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời
mời bà Nguyễn Hồng Hữu lên thể hiện bài mừng ngày sinh Phật Đản. Xin trân trọng kính mời bà. Thank you.
Vâng, bài Rước Đèn Tháng 8 đã để lại trong lòng mỗi bà con chúng ta một ấn tượng, luôn luôn nhớ về những ngày thơ ấu, luôn luôn nhớ về những ngày tháng 8. Vậy thì bà con cho một tràng vào tay để cổ vũ tiếp theo chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Chị Hằng ơi, quậy đối chị Hằng biết có bài hát nào mà lại liên quan đến cả lúa và cả hoa không phải chị ấy? Để chị nghĩ xem nào. Chị đoán nhanh lên xem nào. Bài hát này là làng lúa làng hoa ngày hôm qua ấy. Đúng đấy chị ạ, đúng là tên bài hát đây chị ạ. Sau đây tiếp theo chương trình xin quý vị cùng toàn thể bà con sẽ xem bài múa làng lúa làng hoa do hội phụ nữ của xóm trình bày.
Linh thể hiện ca khúc Diêu Vang Bình Minh. Mời quý vị và các em nào cùng đuổi con này chứ để đấy. Thank you.
Thành ơi, Thành ơi. Vâng, ca khúc Bống Bống Bang Bang thật là sôi động và nghĩa. Xin bà con cho một tràng vào tay để cổ vũ cho các cháu ạ. To nữa vào ạ. Từ tối đến giờ, từ đầu chương trình đến bây giờ, hầu hết là các bài múa và các ca khúc do các bạn, các em là giới nữ trình bày. Sau đây xin mời quý vị cùng toàn thể bà con sẽ lắng nghe một ca khúc do giọng Lam Ca Minh Quân thể hiện với ca khúc Nắng Vừa Lên Em Đi Mẫu Giáo. Xin mời ca khúc Minh Quân. Bài hát tuy là không có nhạc nhưng mà vẫn hay đấy ạ.